ăn trộm còn hóng hớt. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có cậu bé tên là Dinruku. Cậu rất thích nghe kể chuyện và học thuộc chúng rất nhanh. Cậu còn tự sáng tác ra những câu chuyện hay, không chỉ trẻ con mà người lớn đều rất thích nghe. Khi trưởng thành, Dinruku rời khỏi làng với mong muốn chia sẻ những câu chuyện của mình với mọi người. Cậu đi mãi, chợt thấy mình bị lạc trong một khu rừng xa lạ. Kia là... có người bị ngất. Thấy hai người hành khất nằm ngất trong rừng, Dinruku lập tức nhóm lửa sưởi ấm cho họ. Một lát sau, hai người đã tỉnh lại. Nhìn thấy Dinruku, họ vô cùng ngạc nhiên. Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, thì chúng tôi đã bỏ mạng vì bị thú rừng ăn thịt rồi. Hai anh không cần khách sáo. Hai anh gặp chuyện gì đến nỗi nằm ngất ở đây thế? Chúng tôi đến từ thung lũng Hai Ki, nơi đó đất đai cằn cỗi, người dân quanh năm cơ cực. Chúng tôi đã rời khỏi đó với hy vọng tìm được đường sinh sống tốt hơn. Nhưng đang đi thì lương thực cạn kiệt, nên gặp nạn tại đây. Hoàn cảnh của các anh thật khó khăn, hay anh hãy cầm lấy chút tiền này làm lộ phí nhé. Anh thật tốt bụng, nhưng chúng tôi không nhận số tiền này được. Hay anh cứ cầm lấy đi, hay anh cần chúng hơn tôi. Nếu vậy, xin anh nhận cây kim và sợi chỉ thần này. Cây kim này rất sắc bén, còn sợi chỉ này vô cùng chắc chắn. Một lúc nào đó, chúng sẽ giúp được anh. Sau khi từ biệt hai người hành khất, Dinruku lập tức đi đến thung lũng Hai Ki. Cuộc sống khó nhọc của người dân thung lũng khiến anh không khỏi xót xa. Dinruku liền đi tới gặp trưởng làng để thưa chuyện. Kính chào trưởng làng, cháu là Dinruku, từ phương xa đến. Cháu xin đóng góp số tiền ít ỏi này, hy vọng giúp được mọi người. Nhìn cậu cũng không khá giả gì mà lại cho hết tiền để giúp chúng tôi ư? Cháu chỉ có một mình nên không cần nhiều tiền. Với lại cháu có thể kể chuyện để kiếm sống. Hả? Cậu biết kể chuyện sao? Vậy cậu giúp ta một việc được không? Vâng, xin cụ cứ nói. Cậu hãy kể chuyện cho trẻ con trong làng nghe nhé. Ta muốn dùng những câu chuyện để mang lại hy vọng cho chúng. Vâng, cháu đồng ý. Hằng ngày, Dinruku đều kể chuyện cho những đứa trẻ. Mọi người đều háo hức đón nghe mà quên đi nỗi vất vả thường ngày. Nhờ có cậu mà tinh thần của mọi người được cải thiện lên rất nhiều. Đây cũng chỉ là cách tạm thời. Sao cụ không thưa với nhà vua để ngài giúp đỡ? Hoàng cung quá xa xôi, dân thường chúng ta không dễ gì xin vào gặp được hoàng thượng. Hãy để cháu thử đi, cháu sẽ tìm cách gặp hoàng thượng và truyền đạt lại nguyện vọng của mọi người. Quả là ta đã không nhìn nhầm người. Ta có một món quà dành cho cậu, hãy ghé tai vào đây. Từ trong túi bỗng phát ra một lời kể du dương, càng nghe Dinruku càng cảm thấy phấn khích. Đúng là câu chuyện hấp dẫn nhất thế gian. Sao cụ lại có được chiếc túi này? Đây là túi kể chuyện tổ tiên truyền lại cho ta. Ta trao nó cho cậu, hãy dùng nó một cách khôn ngoan nhé. Vâng, cháu biết rồi. Thế là Dinruku mang theo câu chuyện thần kỳ tiến thẳng tới hoàng cung. Hoàng thượng không có thời gian để tiếp dân thường đâu. Xin hỏi có phải trong cung đang xảy ra chuyện gì không ạ? Cả hoàng cung đang bận truy bắt tên cướp khét tiếng muốn ám sát nhà vua. Có việc như vậy sao? Đã mấy ngày rồi mà không tìm được tên cướp đó là sao? Thưa, trung thần vẫn đang cố hết sức tìm kiếm. Huy động thêm nhiều quân lính nữa truy tìm cho ta. Thưa hoàng thượng, có việc bẩm báo. Chuyện gì? Rất nhiều quân lính đang tập trung gần cổng thành để nghe kể chuyện ạ. Nói thế nào họ cũng không chịu đi. Cái gì? Chuyện gì thế này? Xin hoàng thượng đừng trách tội họ. Họ chỉ đang nghe câu chuyện của thần thôi ạ. Ngươi là ai? Giờ là lúc nào rồi mà còn ở đó kể chuyện? Thần là Dinruku. Xin người thử nghe thần kể chuyện xem sao. Biết đâu có thể giải tỏa được ưu phiền của người. Được, nhưng nếu chuyện không hay, ta sẽ xử nhà ngươi tội chết. Ngày xưa rất xưa, có một cây xoài rất lớn. Nó cao 333 thước, có 3.333.000 quả. Câu chuyện của Dinruku đã khiến cho nhà vua cùng tất cả binh lính trong hoàng cung đều im lặng lắng nghe. Thần tạm thời kể tới đây thôi, đến mai thần sẽ kể tiếp. Sao lại dừng lại? Kể tiếp đi chứ. Thôi chết, lộ rồi. Kẻ cướp kia rồi. Bắt lấy hắn. Đừng hòng chạy. Đau quá. Mau bắt hắn lại. Rõ.
Câu chuyện thật kỳ diệu, đến tình cướp cũng say mê đến nỗi phải lộ diện để nghe cậu kể. Sau đó, Dinroku đã thỉnh cầu đức vua cứu giúp người dân ở thung lũng. Nhà vua lập tức sai người chở gạo cùng nhiều vàng bạc đến. Từ đó, người dân thung lũng có cuộc sống rất hạnh phúc. Món thịt viên chiên. Nắng quá, chúng mình vào quán làm đi nước mía rồi về đi. Được đấy. Tuấn ơi, Tuấn, Nam đấy à, sao cậu đi vội thế, vào quán uống nước mía đã. Thôi, tớ về trước đây. Này Tuấn, nhớ lịch đá bóng chiều nay của đội mình nhé. Tớ không đi được rồi, sáng nay tớ cũng đã bảo với bạn đội trưởng rồi. Thôi, tớ về trước đây. Này, dạo này cậu ta sao thế nhỉ? Bình thường chơi thân với cậu lắm mà Hùng. Tớ cũng chẳng hiểu nữa, dạo này cậu ấy chẳng mấy khi chơi với ai, cứ học về là cắm đầu cắm cổ chạy về. Hay vì là át chủ bài của đội bóng, lại liên tục xếp đầu khối về kết quả học tập, nên cậu ta kêu căng, không thèm chơi với ai nữa. Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ thế thật. Hồng ơi, cậu cho tớ mượn quyển toán nâng cao nhé, tớ chưa mua được. Tớ cho bạn My mượn mất rồi, để khi khác tớ mượn cho cậu nha. Ồ vậy à, thế thì chán nhỉ, thôi tớ về đây. Mẹ vừa thấy quyển toán nâng cao trên bàn học của con, sao con lại nói dối và không cho bạn mượn? Bình thường hai đứa chơi thân với nhau lắm cơ mà. Đó là trước đây thôi, bây giờ con không thèm chơi với bạn ấy nữa. Có chuyện gì vậy con? Từ hồi là át chủ bài của đội bóng, rồi đứng đầu cả khối về thành tích học tập, bạn ấy chẳng thèm đi chơi với ai. Lúc nào tan trường cũng cắm đầu cắm cổ chạy về trước, cứ làm như có việc bận lắm ấy. Vậy sao? Sao con không hỏi bạn xem bạn có việc thật không? Sao con phải hỏi chứ, đã thế con không thèm chơi luôn. À, thơm quá mẹ ạ. Con hãy nhìn mà đoán xem đây là món gì nào. Dễ ợt, đây là món thịt viên chiên. Đúng rồi, con thử nhìn rồi đoán xem mẹ đã dùng thịt gì để làm món thịt viên này. À, con biết rồi. Nếu con đoán không lầm thì là thịt viên này làm từ thịt lợn. Vì sao lại là thịt lợn? Biết đâu là thịt gà, thịt bò, thịt bê, thịt cá thì sao hả con? Thì con đoán mò thế thôi. Nhìn qua có vẻ giống thịt lợn. Chưa đúng rồi. Bây giờ mẹ sẽ đưa đĩa thịt viên này gần lại để con ngửi. Sau khi ngửi xong hãy cho mẹ biết đáp án của con nhé. Vâng. Thơm quá. Đúng rồi, thịt gà, đúng không mẹ? Muốn biết đúng hay không, giờ mẹ cho con nếm xem vị nó như thế nào nhé. Ngon quá mẹ ạ. Giờ thì con biết rồi, là thịt bò. Đó, con thấy không? Chỉ là một món thịt viên chiên thôi. Nếu con chỉ nhìn, chỉ ngửi, chưa chắc con đã biết nó làm từ nguyên liệu gì. Con phải nếm nó bằng tất cả các giác quan mới biết được chính xác nó là gì. Mẹ ơi, mẹ nói hay quá. Bởi vậy, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là bản chất của vấn đề, mà chỉ là một khía cạnh của câu chuyện mà thôi. Mẹ, ý mẹ là... Việc bạn Tuấn không đi chơi cùng con cũng vậy. Bạn ấy chỉ sống với bà và mẹ. Mẹ bạn ấy thì đi làm suốt ngày. Còn bà bạn ấy dạo này đau chân không đi được, nên bạn ấy phải về nhà thăm bà đó con. Thật vậy sao ạ? Sao mẹ biết? Sáng nay mẹ đi chợ qua có nhìn thấy bạn ấy chăm chỉ làm việc nhà. Mà lúc mẹ đi chợ về, bạn ấy cũng chưa làm xong. Có lẽ vì thế mà bạn ấy không có thời gian đi chơi cùng với các con đó. Vậy mà con cứ nghĩ bạn ấy không hòa đồng, lại còn trách bạn ấy không cho bạn ấy mượn sách nữa chứ. Giờ con sửa chữa cũng chưa muộn mà. Vâng, con biết rồi. Lát con sẽ mang sách qua cho Tuấn, rồi xem bạn ấy có cần con giúp gì nữa không. Ừ, thế ăn nhanh lên đi con. Mình về thôi. Cậu làm gì vậy? Trả cá cho tớ. Không trả. Trả đây. Tại cậu đấy. Không, tại cậu.
Thôi không cãi nhau nữa, bọn mình bắt cá ở đây đi. Không được, nghe nói ở đây có nhiều sư tử biển, nguy hiểm lắm. Nói như cậu thì có mà chết đói ở đây à. Cậu không xuống thì tớ xuống. Đừng mà, tớ cảm thấy không an toàn. Mình đi thôi. Cậu đi trước đi, tớ bắt con cá này đã. Đi thôi, tớ đã bảo ở đây nguy hiểm mà. Không, không. Cứu tôi, cứu tôi với. Nhanh, chạy đi. Chạy đi, nhanh lên. Tớ đã bảo là nguy hiểm rồi, sao cậu không nghe? Mắt tớ đau quá. Tớ không nhìn thấy gì hết, chim gầy ơi. Cậu sẽ không sao đâu, tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Chết rồi, mưa tuyết thế này làm sao về được đây? Tớ không muốn về. Cái gì? Sao lại không về? Tớ còn cái gì nữa mà về? Ngay cả chân tay mình tớ còn không nhìn được thì về làm gì? Mọi người, bạn bè sẽ nhìn tớ mà thương hại. Tớ sẽ trở thành gánh nặng cho ba mẹ tớ. Cậu phải về, cậu phải đối diện và vượt qua những điều đó thì cậu mới tồn tại được. Tồn tại à? Tớ giờ như đứa bỏ đi rồi, còn tồn tại làm gì nữa? Cậu phải về. Đứng dậy đi, tớ không về. Cậu muốn thì cứ về đi, kệ tôi. Sống không nhìn thấy gì thì chết đi còn hơn. Đồ hèn, rốt cuộc cậu cũng đã trở thành một kẻ tàn phế. Cứ ở đấy một mình đi, tôi càng rảnh nợ. Cậu về đi, cậu đi luôn đi, tôi không cần cậu nữa. Chim gầy ơi, chim gầy. Thế mà cậu bảo là sẽ chăm sóc tớ à? Cậu là đồ tồi, cậu cứ đi đi, cậu cút đi. Tớ sẽ hận cậu suốt đời. Mình hận cậu ta, tưởng không có cậu mình sẽ không sống nổi sao? Mình phải sống và sẽ sống tốt cho cậu ta xem. Về thôi. Là cậu à? Cậu quay trở lại đây làm gì? Không, tớ không đi đâu cả. Và tớ cũng chưa rời xa cậu một phút nào. Sao lại không rời xa tớ phút nào? Chả phải cậu đã bỏ tôi đi rồi còn gì? Mấy ngày qua tớ luôn đứng sau quan sát cậu. Tớ phải làm như vậy cậu mới tự đứng dậy được. Có mắt hay không có mắt không quan trọng, quan trọng là cậu đã vượt qua được chính cậu. Cậu... Nào, mình về thôi, chim béo. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.